Sau nhiều thành công với các tác phẩm tâm lý nặng đô, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Viola Davis làm mới mình bằng hình tượng nữ chiến binh quả cảm trong siêu phẩm mới The Woman King. Bộ phim được kỳ vọng là tác phẩm để đời tiếp theo của Viola Davis sau giải Oscar năm 2016 cho vai chính trong phim Fans. Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, bộ phim The Woman King theo chân nữ tướng quân Naniska và đội quân nữ chiến binh của bà ở Dahomey những năm 1820. Dahomey và người dân của mình dành sự tôn trọng to lớn cho đội quân Agoji và vương triều này dành hẳn chức vị nữ vương cho người phụ nữ xứng đáng đồng hành cùng vua để cai quản và bảo vệ đất nước, mở ra huyền thoại rất ít người biết đến về nữ quyền ở một đất nước Tây Phi xa xôi. Vai diễn người hùng của phim, tướng quân Naniska do Viola Davis đảm nhận. Đồng hành cùng Viola trong phim còn có các ngôi sao của Marvel như Lashana Lynch và Sheila Atim. Các diễn viên sẽ mang đến câu chuyện khó tin về binh đoàn nữ chiến binh Agoji của vương quốc Dahomey. Hiện The Woman King đang giữ điểm số cao chót vót trên trang Rotten Tomatoes và Audience Score. Ngoài ra, phim còn nhận được điểm A+ trên trang Cinema Score. David O. Russell, người được biết đến với tác phẩm thành công Silver Lining Playbook, đã công bố dự án phim Amsterdam với sự góp mặt của dàn sao vô cùng nổi tiếng. Đây là dự án mà đạo diễn David O. Russell đã ấp ủ trong thời gian dài và thuyết phục hãng New Regency tài trợ cho bộ phim. Lấy bối cảnh của những năm 1930, Amsterdam kể về ba người bạn, một bác sĩ, một luật sư và một y tá, lần lượt do Kristen Bell, John David Washington và Margot Robbie thủ vai. Họ chứng kiến một vụ giết người và trở thành nghi phạm chính. Để xóa bỏ tội danh, cả ba bắt tay vào cuộc điều tra hung thủ thật sự với sự giúp đỡ của những nhân vật kỳ lạ. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của David O. Russell kể từ phim Joy năm 2015. Các bộ phim khác của anh bao gồm American Hustle, Silver Lining Playbook và The Fighter đều nhận được đánh giá cao. Kristen Bell đã từng làm việc cùng anh trong nhiều dự án trước đây. Phim Amsterdam sẽ do Armin Michan, Matthew Batman và Anthony Kataga sản xuất. Hiện quá trình sản xuất đang được tiến hành và dự kiến phát hành vào tháng 11 năm nay. Nam diễn viên Nam Gong Min và người mẫu Jin Ah Kyung đã cử hành hôn lễ sau 7 năm hẹn hò. Lễ cưới có sự góp mặt của họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết với cô dâu chú rể, đồng thời cũng quy tụ dàn sao khách mời toàn sao hạng A và nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Đám cưới của nam diễn viên Nam Gong Min và vợ được tổ chức tại khách sạn Silla. Trong đoạn video của Choi Chan Seot, cặp đôi đã sánh bước vào lễ đường trong tiếng reo hò cổ vũ của khách mời. Đặc biệt, cả dàn sao đình đám cũng đến góp vui, chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Đây là lễ cưới được tổ chức riêng tư nên hiện tại khá ít hình ảnh được chia sẻ. Nam Gong Min sinh năm 1978 là diễn viên, đạo diễn kim biên kịch. Anh lần đầu được khán giả Hàn Quốc công nhận tài năng thông qua bộ phim A Dirty Carnival 2006. Nam Gong Min và người mẫu Jin Ah Kyung hình thành mối quan hệ thông qua bộ phim Like My Beat phát sóng vào năm 2015. Ở dự án phim này thì Nam Gong Min đảm nhận vai trò đạo diễn. Hai ngôi sao công khai hẹn hò từ năm 2016. Nam diễn viên TJ Miller mới đây đã chia sẻ anh cảm thấy bạn diễn của mình là Ryan Reynolds luôn tỏ thái độ chán ghét anh. Diễn viên hài này cho biết anh không còn hứng thú với việc tham gia vào bom tấn Deadpool phần 3 cũng như là đóng phim cùng ngôi sao của Deadpool thêm một lần nào nữa. Trong cuộc phỏng vấn của The Adam Carolla Show, TJ Miller tuyên bố anh sẽ không trở lại trong Deadpool 3 do mâu thuẫn với nam diễn viên chính Ryan Reynolds. TJ Miller cho rằng anh thấy Ryan cư xử rất tồi tệ và luôn đối xử với anh như thể nhân vật trong phim. Ngôi sao của The Big Hero chia sẻ anh cảm thấy bất ngờ với những gì Ryan Reynolds nói và quyết định không tham gia vào phần 3 của bộ phim này. Trước đó thì TJ Miller từng bị cáo buộc vì có những hành vi bạo lực đối với một nữ sinh mà anh hẹn hò trong thời gian ở trường đại học. Sau khi tin tức nổ ra, anh vẫn xuất hiện trong dự án Deadpool phần 2 trái với dự đoán. Quyết định của đoàn làm phim khiến cho nhiều người cảm thấy bất mãn, nhưng được cho là để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm mà họ đã nung nấu suốt một thời gian dài.